Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô Linh Sam 86 lá nhỏ. Lá nhỏ xíu luôn nha cô chú anh chị. Củ bành kỳ, cây bị lớn là cũng dài năm, nhiều năm lắm mới được bị lớn nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số N25. Cây Linh Sam 86 em ương sống khỏe cho cô chú anh chị hết rồi. Cô chú anh chị chỉ kỳ vô chậu mà chơi thôi cô chú anh chị ơi. Hoành cái thân là 15, cái củ rất là to nha. Đo thử cái củ coi. Cái này là 30. Củ 30. Chiều cao nó là 30. Chiều cao 30 luôn, cái tàng bay luôn. Cái tàng bay bay ngang khoảng bao nhiêu? Vậy là 43. 43. N25 500 ngàn em bao ship. Rồi N25 500 ngàn em bao ship luôn cô chú anh chị ơi. N26. Cái này nó đầu nó nặng, anh nhìn cái hơi hơi cũng được. Nhìn đi, nhìn cái đầu á, cái tàn này nó hơi bay nha chú anh chị. Đó, cây rất là to. Hoành cái là 16. Hoành 16. Rồi, chiều cao đó là 64. Chiều cao 64. Rồi, rồi N số N26 450. N26 450 ngàn thôi anh chị ơi, bao ship luôn. N27. Hoành nó là 17. Hoành 17. Chiều cao của nó là 32. Chiều bay ra là 32. N27 350. N27 350. N28. Linh Sam 86 lá nhỏ nha cô chú anh chị. Hoành nó đó là 10. Chiều cao 38. Cây này em đã dâm ủ sống khỏe hết rồi. N28 200.000. N28 200.000. N29. N29. Hoành nó là 8. Hoành 8. Chiều cao 30. Chiều cao 30. N29 150.000. N29 150.000. N30. N30. Hoành nó 16. Hoành 16. Chiều cao 50. Chiều cao 50. N30 250. N30 250. N31. N31. Cây này khá là to nha cô chú anh chị. Linh Sam 86 mà cây bự gì rất là lâu lớn ha. Đo sát với điều kiện cái cũ là nhiêu? Cũ là 24. Cũ 24 luôn. Cao 48. Cao 48. N31 400.000. N32. Em có chủ nhìn xem cái cũ rất là to. Hoành nó là 15. Đế nhiều lắm đế luôn. Chiều cao 55. Chiều cao 55. N32 400.000. N33. N33. Hoành nó là 11. Hoành 11. Chiều cao 41. Chiều cao 41. N33 250. N33 250. N34. N34. Hoành nó là 11. Chiều cao 40. N34 300.000. N35. N35. Hoành 11. Chiều cao 38. N35 200.000. Rồi chỉ 200.000 mà bao ship luôn chị ơi. Giá giá là khẻ luôn. Hoành thứ là 10. Chiều cao nó là 44. N36 200.000. N37. Linh Sam 86 lá nhỏ anh chị coi nhìn lá nè. Ép luôn. Hoành nó là 13. Hoành 13. Chiều cao 25. Chiều cao 25. N37 250. N38. Hoành nó là 16. Chiều cao 43. N38 250. N39.
Quanh 11. Chiều cao 32. L39 200 nghìn. N40. Cũ banh kỳ luôn chị ơi. Ly sang 86. Quanh cho em 18. Chiều cao 24. N40 350. N41. Cái này đẹp anh chị. Cò rất là đẹp luôn. Quanh cho em 17. Chiều cao 22. N41 350. N42. Quanh 13. Đánh bài của nó là 26. N42 250. N43. Quanh 10. Chiều cao 40. N43 200 nghìn. N44. Quanh nó 10. Chiều cao 37. N44 200 nghìn. Cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc. Này hổng gài khoảng chừng 1 năm trời rồi, cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gói này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục, ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. 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 Chị xem ha, ngọt ngơ nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cây kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy ra thử cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha, được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị.
có hai loại, cặp cặp tròn và cặp xéo. À, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Đó, anh chị xem ha, lưỡi nè, bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cặp ha, rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó, hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bén luôn ha. Nè đây, anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè, bao bén luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ. Anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt gượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn ha. Đây, cưa lách rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm anh chị ơi. Nè, em 23 cm. Em đây ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn là cỡ 30 cm. Còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó, này anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại, cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè. Những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha. Một cây em không bao ship nha chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.